Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Nhà Chút. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đó là ốc hương xào bơ tỏi. Món này thì rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Như vậy thì mình cùng vào bếp để xem cách chế biến món này như thế nào nhé. Nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị sẵn hen, là mình có nửa ký ốc hương. Ốc hương này thì mình đã luộc sơ qua với lại sả rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ đi hết cái phần sả để lát nữa mình xào nha. Khi ốc hương mình luộc sơ qua với sả thì để mình khử đi cái mùi tanh của ốc hương. Tiếp theo thì mình có là tỏi, hành với lại cái gốc hành mình đã xay nhuyễn. Và mình cũng chuẩn bị một hũ bơ nha. Bây giờ mình sẽ bắt bếp để mình xào ốc hương. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần bơ đã chuẩn bị vào nồi. Mình sẽ ráng cho bơ tan chảy hết. Lưu ý thì khi mình xào ốc hương thì trước tiên thì ốc hương mình nên là luộc sơ qua với sả, để khi mình xào thì mình sẽ không cái xào lâu, thì như vậy thì vẫn giữ được cái độ ngọt cũng như là ốc hương nó sẽ không có bị teo. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tỏi và hành chuẩn bị sẵn vào để mình phi thơm ha. Khi nào mình nhìn thấy tỏi và hành vàng thì mình sẽ cho một ít nước mắm vào để mình xào. Mình cho chừng khoảng một muỗng nước mắm thôi nha cả nhà. Sau đó mình sẽ khuấy đều cho nước mắm thấm vào hành tỏi. Tiếp theo thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng đường vào. Sau đó mình sẽ cho một ít hạt nêm. Và mình trộn đều để cho bơ thấm vào hành cũng như là các gia vị. Sau đó mình sẽ cho ốc hương vào để xào. Ốc hương này thì mình đã luộc sơ qua thì hồi nãy nó cũng đã chín coi như là gần 70% rồi. Bây giờ thì mình sẽ xào sơ qua nữa thì nó sẽ chín luôn. Khi mình xào ốc hương này thì mình không nên dùng muối mà mình sẽ sử dụng nước mắm thì ốc hương nó sẽ ngon hơn và nó sẽ thơm hơn. Khi mình dùng muối thì muối nó sẽ làm cho ốc hương nó sẽ mặn nhiều hơn. Để ốc hương có vị đậm đà hơn thì mình sẽ cho khoảng 2-3 gói dầu. Dầu này là mình dùng loại dầu trong gói mì á cả nhà. Nếu các bạn nào không có dầu hành phi này thì mình có thể là dùng dầu sa tế cũng được. Tiếp theo mình sẽ cho một ít tương ớt hoặc là tương cà tùy các bạn. Nếu các bạn nào không ăn cay thì mình có thể cho tương cà vào, tạo nên cho cái màu ốc hương thêm đẹp. Gia vị thì các bạn có thể là gia giảm tùy theo cái sở thích của gia đình mình, thì mình có thể nêm nếm sao cho vừa miệng mình. Nếu các bạn nào ưa ngọt thì có thể cho thêm đường vào. Sau đó mình sẽ trộn đều ốc hương, chừng khoảng mình xào 1 đến 2 phút nữa thì mình có thể tắt bếp là được rồi. Như vậy thì mình cũng vừa làm xong cái món ốc hương xào bơ tỏi. Món này thì rất được nhiều gia đình ưa thích, và mọi người cũng thường hay là tổ chức vào những dịp cuối tuần hoặc là khi tụ tập lại thì mọi người thường hay làm những món ốc thì giúp các bạn là sẽ ăn ngon miệng hơn. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn yêu quý, xin hãy cho mình một like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.